Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt xin giới thiệu với các bạn chiếc hộp để xà phòng dán tường có khay hướng nước của Mengri, mã là XS101. Đây là một chiếc hộp để xà phòng dán tường có thiết kế khá đặc biệt. Trong gói chúng ta sẽ có miếng dán này để các bạn dán lên tường, sau đó treo cái hộp này lên. Cái này để khoảng độ 12 tiếng trở lên thì keo sẽ chết và các bạn sẽ để chịu lực được. Và chúng ta có thể đặt các bánh xà phòng lên trên này. Điều hay của cái giá này là nó sẽ có cái khay đựng nước, các bạn kéo ra như này. Nó sẽ hứng nước từ cái bánh xà phòng rơi ra để đảm bảo không rơi xuống sàn hoặc là cái mặt đá của bạn. Rất là vệ sinh. Nó sẽ rút ra để đi đổ được. Kích thước của cái hộp này là chiều rộng khoảng 16,8 cm. Chiều sâu này là khoảng 9 cm và chiều cao là 6,5 cm. Mặt sau là chúng ta sẽ có miếng dính. Phía dưới này là chúng ta có một cái lớp trang trí bằng nhựa màu xám, ở trên này màu trắng. Chất liệu là nhựa ABS, có thiết kế rất là đẹp và dễ lau chùi. Để tìm hiểu kỹ hơn về các loại kệ dán tường của Mengri, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.